Bây giờ là thời gian của tin sáng 30 giây sáng hôm nay với các thông tin đáng chú ý. Lịch sử Hoa Kỳ chưa bao giờ chứng kiến sự chuyển giao quyền lực nào ồn ào như kỳ bầu cử tổng thống vừa qua. Và lúc này chiến thắng đã thuộc về ông Joe Biden. Một lễ nhậm chức được diễn ra đặc biệt nhất trong lịch sử cho tân tổng thống lần thứ 46 của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump chưa bao giờ thừa nhận thất bại cũng như chiến thắng của ông Joe Biden. Và hẳn nhiên, ông không gửi lời chúc mừng đến tân tổng thống trong ngày nhậm chức, mà chỉ gửi lời chúc may mắn đến người dân Mỹ, nước Mỹ và chính quyền mới. Cuối năm Tết đến là đất sống của các thể loại hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng. Nó như một ma trận bủa vây người tiêu dùng. Đáng nói hơn, khi loại hàng này tràn lan trên các trang mạng thì phải xử lý như thế nào? Ngày càng có nhiều hơn nữa những dự án bảo vệ môi trường thiết thực và ứng dụng vào thực tế. Những chiếc túi giấy được làm bằng nguyên liệu thân thiện cũng dần được thay thế túi nhựa ni lông, vốn như một tội đồ gây hủy hoại cho môi trường môi sinh. Câu chuyện trong Lan Tỏa 30 giây hôm nay. Hãy giữ tín hiệu và đồng hành cùng Tin Sáng 30 giây quý vị nhé! Để chào đón lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden năm nay, khuôn viên công viên quốc gia Mỹ, thay vì ngập trong biển người, đã được bao phủ bởi 200.000 lá cờ đại diện cho những người không thể đến tham dự trực tiếp. Việc đắp đặt cánh đồng cờ là một phần của chủ đề nước Mỹ thống nhất, chủ đề chủ đạo cho nhiệm kỳ mới của tân Tổng thống Joe Biden. Tác phẩm sắp đặt nghệ thuật này bao gồm các lá cờ từ mọi tiểu bang và vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ cùng với 56 cột ánh sáng. Đại dịch COVID-19 đã khiến National Mall phải đóng cửa, không cho công chúng tham quan và không ai sẽ được tận mắt chứng kiến sự chuyển giao quyền lực mang tính lịch sử của đất nước. Một vài người dân ở Washington cho biết tâm trạng của họ cảm thấy rất chua xót. Bởi theo truyền thống, lễ nhậm chức của Tổng thống thường thu hút hàng trăm ngàn du khách đến Washington. Cánh đồng cờ nhìn từ trên cao, bạc ngàn là thế, uy nghiêm là thế, nhưng lại mang đến cảm giác trống vắng, buồn bã và rất đáng suy ngẫm cho một sự kiện chưa từng có tiền lệ trong lịch sử nhậm chức tổng thống của cường quốc hùng mạnh nhất thế giới. Tú Trinh và Việt Phong rất vui được gặp lại quý vị các bạn trong Tin Sáng 30 giây ngày hôm nay. Và những hình ảnh ở góc nhìn trên cao, hình ảnh thật sự ấn tượng từ một rừng cờ hoa rực sáng. Và đó là hình ảnh trong lễ nhậm chức của tân tổng thống nước Mỹ mà tôi chưa bao giờ được nhìn thấy chị ạ. Đúng vậy anh Phong, và thưa quý vị, bản thân tôi thì khi mà nhìn những hình ảnh này thì có một cảm giác một tí xíu giật mình. Bởi vì thay vì lễ nhậm chức thì sẽ có hàng trăm ngàn người chúc mừng và tung hô, thì lễ nhậm chức của tổng thống lần này lại có một chút gì đó lạnh lẽo và đượm buồn. Và trong Tin Sáng 30 giây ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ ngay lập tức gửi đến quý vị các thông tin liên quan đến lễ nhậm chức của vị tổng thống lần thứ 46 của đất nước Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Và đến lúc này thì có thể nói lịch sử đã chính thức gọi tên ông Joe Biden. Thưa quý vị, như vậy thì lễ nhậm chức của Tổng thống lần thứ 46 của Hoa Kỳ, ông Joseph Biden Jr. đã diễn ra vào ngày 20 tháng 1 theo giờ Washington. Và trong bối cảnh đại dịch đang diễn ra và sau cuộc nổi dậy tại tòa nhà Quốc hội, thì lễ kỷ niệm năm nay khác hẳn so với những lễ nhậm chức trước khi không có người tham dự trực tiếp mà người dân Mỹ phải theo dõi qua các cái phương tiện truyền hình trực tuyến. Vâng, và trong buổi lễ nhậm chức thì Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris đã tuyên thệ nhậm chức và có bài phát biểu đặt ra tầm nhìn cho nhiệm kỳ của mình. Và chúng tôi sẽ tường thuật toàn văn bài phát biểu của ông Joe Biden cũng như là Tổng thống mãn nhiệm Donald Trump trong các chương trình tiếp theo trên kênh FBNC. Mời quý vị đón theo dõi. Và quay trở lại với lễ nhậm chức thì ca sĩ Lady Gaga đã được vinh dự biểu diễn bài hát quốc ca trong lễ nhậm chức. Sau đó, ông Biden và bà Harris đã đặt vòng hoa tại lăng mộ của những người lính vô danh. Các cựu tổng thống Barack Obama, George Bush, Bill Clinton và phó tổng thống Mike Pence đã tham dự buổi lễ. Ông Biden cuối cùng đã được hộ tống đến Nhà Trắng trong một nghi lễ lặng lẽ và không có đám đông. Thưa quý vị, còn Tổng thống Donald Trump thì cũng đã có một bài phát biểu diễn văn từ biệt khi ông rời nhiệm sở. Theo đó thì ông kêu gọi những lời cầu nguyện, gửi lời chúc may mắn đến chính quyền mới và đề nghị phong trào Make America Great Again vẫn sẽ được tiếp tục. Ông Trump nói, tôi sẽ ra đi từ nơi hùng vĩ này với một trái tim trung thành và vui vẻ, tinh thần lạc quan và niềm tin tuyệt đối rằng điều tốt nhất vẫn chưa đến cho đất nước của chúng ta và cho con trẻ của chúng ta. Tổng thống thứ 45 đã từ chối chính thức thừa nhận thua cuộc
tổng thống đắc cử Joe Biden. Và mặc dù đã rời nhiệm sở, nhưng ông Trump vẫn còn một phiên tòa luận tội đang diễn ra để xác định xem liệu ông có kích động người ủng hộ nổi dậy tấn công Điện Capitol hay không. Lãnh đạo đảng Dân Chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cho biết nếu ông Trump bị kết tội thì Thượng viện sẽ bỏ phiếu cấm ông tái tranh cử tổng thống. Tổng thống Donald Trump đã trở thành người đầu tiên bỏ qua lễ tuyên thệ nhậm chức của tân tổng thống trong hơn 150 năm qua. Tổng thống cuối cùng không chịu khuất phục người tiền nhiệm là ông Andrew Johnson, người đã bỏ qua lễ nhậm chức của tổng thống Ulysses S. Grant vào năm 1869. Ông Johnson cũng là tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên bị luận tội. Ông Antony Blinken, người sắp trở thành ngoại trưởng kế tiếp của nước Mỹ, mới đây cho biết Washington sẽ quay trở lại vị trí lãnh đạo toàn cầu như đã từng sau Thế chiến tranh thứ hai. Chính quyền của ông Biden sẽ xem xét lại các chính sách hạt nhân với Triều Tiên và sẽ làm việc tích cực hơn với đồng minh. Ông cũng cho biết chính sách gây áp lực với Trung Quốc sẽ tiếp tục gần như nguyên vẹn từ thời Tổng thống Donald Trump. Ông Blinken là một trong những quan chức đầu tiên của nội các mới sẽ tham dự điều trần để Thượng viện thông qua để chính thức bắt tay vào công việc từ ngày 20 tháng 1 năm 2021. Chúng ta quay trở lại lịch sử một chút. Vào ngày 20 tháng 1 của năm 1945, Tổng thống thứ 32 của nước Mỹ Franklin Roosevelt đã tiến hành một buổi lễ nhậm chức được xem là ngắn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Không có quân nhạc, không có diễu hành, không có tiệc rượu. Ông chỉ đọc một bài phát biểu gọn gàng, sau đó nhận lời chúc mừng từ các cá nhân thân cận trong Nhà Trắng. Tất cả chỉ gói ghém trong khoảng 15 phút. Nguyên nhân được đưa ra là vào lúc đó, chiến tranh thế giới thứ hai vẫn đang diễn ra ác liệt. Các đơn vị tiền phương của Mỹ đang căng ra hai mặt trận. Ở châu Âu, đối phó với quân Đức và ở châu Á thì đối phó với quân Nhật. Tổng thống Roosevelt không muốn lãng phí thời gian và tiền bạc cho một buổi lễ chỉ mang tính biểu tượng. Ông muốn ngay lập tức bắt tay vào công việc khi các tin tức ngoài chiến trường liên tục được cấp báo về. Theo hiến pháp của Mỹ thì Tổng thống cũng là tổng tư lệnh của quân đội, chỉ huy tối cao của các lực lượng vũ trang. Và chúng tôi sẽ được tiếp nối với các thông tin quốc tế tiếp theo. Thưa quý vị, vừa qua lực lượng an ninh Guatemala đã giải tán một đoàn lữ hành cắm trại qua đêm để chờ được di cư sang Mỹ, chủ yếu là người Honduras, sau một đêm ngập trong bế tắc dữ dội. Trong đó, cảnh sát đã sử dụng gậy để tấn công người di cư. Cuộc đụng độ đêm Chủ nhật vừa qua là vụ đụng độ mới nhất của các nhà chức trách Guatemala nhằm ngăn chặn gần 9.000 người di cư. Chính phủ Guatemala cho biết mặc cho nỗ lực của cảnh sát, nhóm người di cư vẫn tìm kiếm các tuyến đường thay thế. Những người di cư bao gồm các gia đình có trẻ nhỏ. Nhiều người nói rằng họ đang chạy trốn khỏi một xã hội đói nghèo và vô luật pháp trong bối cảnh đất nước đang bị hỗn loạn nặng nề bởi đại dịch và hai cơn bão liên tiếp vào tháng 11. Cũng liên quan đến vấn đề di cư này, Tổng thống Mexico Andrés Obrador cho biết ông hy vọng Tổng thống đắc cử của Mỹ là ông Joe Biden sẽ có thể thực hiện một cuộc cải cách nhập cư để giúp giải quyết vấn đề di cư bất hợp pháp đến Mỹ. Đề cập đến những người di cư trong đoàn lữ hành, ông Obrador nói rằng họ không nên cố gắng di cư bằng cách dùng vũ lực như thế. Trước đó, chính quyền của Guatemala đã sử dụng hơi cay để giải tán một đoàn xe chở người di cư từ Honduras, thậm chí là đã đánh một số người trong số đó. Trong số 9.000 người di cư này, một số người trong số họ đã có thể trốn qua Guatemala trước khi cuộc can thiệp diễn ra. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm cận Tết cũng là lúc mà việc mua sắm đang diễn ra rất là sôi động, nhất là vào thời điểm trên các sàn điện tử. Và tuy nhiên thì không ít lần quý vị nghe về việc quảng cáo một nơi hàng thật thì về một nẻo. Tuy nhiên người tiêu dùng lại không thể làm gì, chỉ biết là mua hàng về xong rồi ngậm ngùi chấp nhận thôi. À, đúng vậy, Thiên Phong. Và do đó thì có rất nhiều ý kiến cho rằng việc quy định trách nhiệm của sàn thương mại điện tử nên được nêu rõ. Tuy nhiên, cái quy trình này cũng đã được đưa ra trong dự thảo nghị định sửa đổi số 52. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều điều gây băn khoăn cho doanh nghiệp cũng như là các luật sư. Và ngay sau đây thì chúng tôi sẽ làm rõ hơn vấn đề này qua phần ghi nhận của phóng viên Tinh Sản. Hiện nay khi lướt một vòng các sàn thương mại điện tử, không khó để tìm mua những mặt hàng xa xỉ như Chanel, Louis Vuitton với giá chỉ từ vài trăm nghìn đồng, thậm chí là chỉ vài chục nghìn. Thế nhưng hiện nay lại không có nhiều sàn thương mại điện tử ở Việt Nam khắt khe với điều này, khiến cho nhiều chủ gian hàng nhỡn nhơ bán hàng gian, hàng giả mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm trước pháp luật nào.
Chính vì vậy, quy định về sàn thương mại điện tử phải chịu trách nhiệm liên đới nếu phát hiện sàn có bán hàng giả, hàng gian, hàng kém chất lượng là nội dung được thảo luận nhiều nhất tại hội thảo lấy ý kiến cho dự thảo sửa đổi Nghị định 52 về thương mại điện tử được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức ngày 14 tháng 1 vừa qua. Từng đối tượng sẽ có từng nhu cầu khác nhau trong cái vấn đề này. Việc quy hết trách nhiệm cho chủ của sàn thương mại điện tử hoàn toàn không hợp lý. Bởi vì ở đây chúng ta có ba chủ thể như phân tích. Thứ nhất là chủ sàn thương mại. Thứ hai là chủ gian hàng, tức là những cái ông mà đi thuê cái ông sàn thương mại này. Thứ ba nữa là người mua sản phẩm. Thì từng đối tượng chủ thể đấy, họ phải có từng trách nhiệm, phải phân định ra. Như bây giờ ông chủ gian hàng, trách nhiệm của ông là gì? Ông phải cam kết với chủ sàn thương mại là sẽ bán những mặt hàng đúng như quảng cáo, sẽ giao hàng đúng những cái sản phẩm mà người mua họ mua. Trong trường hợp ông làm không đúng như thế, lần một nhắc nhở, lần hai phạt, lần ba có thể đề nghị xử lý vi phạm hành chính hoặc thậm chí là sẽ tố cáo với lại các cái cơ quan ban ngành liên quan để xử lý. Đó là đối với ông chủ gian hàng. Ông chủ sàn cần có trách nhiệm nắm chặt chẽ cái thông tin của cái ông chủ gian hàng đó. Một bất cập khác cũng được các doanh nghiệp, chuyên gia chỉ ra là quy định các sàn thương mại điện tử phải xác minh danh tính của các nhà bán hàng nước ngoài. Khi mà đã có các cái sàn online này thì việc kinh doanh là không biên giới. Và việc kinh doanh không biên giới thì chúng ta sẽ không cần phân định chủ gian hàng là người Việt Nam hay người nước ngoài nữa. Họ là ai đi chăng nữa thì họ cũng phải tuân thủ theo các cái quy định của cái nơi mà sàn thương mại điện tử online đó đăng ký. Đó là luật thương mại của Việt Nam. Ngoài ra, nhiều ý kiến cho rằng dự thảo đang thiếu sót khi không quy định cụ thể cơ quan nào quản lý trực tiếp và chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý sàn thương mại điện tử. Chính vì sự phân vai không rõ này khiến cho doanh nghiệp dễ bị tất cả các cơ quan vào kiểm tra, gây khó dễ, làm mất thời gian, gây ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp cũng như bị mất tiền phạt không đáng có. Chỉ còn hơn 20 người nữa là đến Tết Nguyên Đán, công tác vận chuyển hành khách ở các loại hình đều trở nên tấp nập hơn. Theo Cục trưởng của Cục Hàng không Việt Nam, thì do tác động của dịch Covid-19, dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021, các hãng hàng không Việt Nam sẽ không khai thác các đường bay quốc tế như thường lệ, mà thay vào đó là tập trung khai thác các đường bay nội địa nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Dự kiến là trong ngày cao điểm nhất dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu, ngày cao điểm đi là đạt 1.200 chuyến bay. Tại bến xe miền Đông thì nhiều hãng xe đã triển khai bán vé đi lại trong dịp Tết Tân Sửu 2021. Đáng chú ý là dù mới mở bán vé Tết nhưng một số hãng xe thương hiệu đi các tuyến miền Trung những ngày cao điểm đã hết vé. Cụ thể các hãng xe như Cúc Tư, Sao Đi, Tuy Hòa, Phú Yên hết các loại vé đi lại dịp Tết. Hãng Chính Nghĩa đi Quảng Ngãi chỉ còn vé ghế ngồi, hãng Phương Trang cũng hết vé đi lại các ngày cao điểm Tết. Trái ngược với bến xe miền Đông, tại bến xe miền Tây, do chạy các tuyến đường ngắn nên các hãng xe chưa triển khai bán vé Tết. Hiện chỉ có hãng Phương Trang bán vé Tết, hãng Thành Bưởi triển khai bán vé Tết từ ngày 21 tháng 1. Theo bến xe miền Đông, do tâm lý của hành khách chọn xe giường nằm, có thương hiệu và tập trung vào các ngày cao điểm từ ngày 24 đến hết ngày 28 tháng Chạp, nên các tuyến về miền Trung Tây Nguyên không còn vé do hành khách đã chủ động mua trước đó. Tuy nhiên, xe ghế ngồi vẫn còn để phục vụ cho hành khách. Theo đơn vị này, khuyến nghị hành khách đến trực tiếp tại quầy bán vé của hãng xe để mua vé, tránh mua vé từ những nguồn không rõ ràng và bị lừa mất tiền. Thưa quý vị, từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 2, tức là mùng 1 đến mùng 3 Tết Tân Sửu 2021, các điểm di tích ở Huế sẽ mở cửa miễn phí tham quan đối với du khách là người Việt Nam. Trong suốt thời gian này, tại Đại Nội sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa đặc sắc, tái hiện cung đình xưa như là lễ đội gác ở Ngọ Môn, múa lân sư rồng ở sân trước Điện Thái Hòa, các trò chơi cung đình như xăm hương, bài vụ, đồng hồ ở sân sau Điện Thái Hòa, trình tấu đại nhạc ở Thế Miếu. Trước đó, một hoạt động điểm nhấn là lễ thiết triều của vua triều Nguyễn xưa sẽ được tái hiện vào ngày 2 tháng 2, tức là ngày 21 tháng Chạp tại sân Điện Thái Hòa. Mục tiêu cao nhất của hoạt động trên là phục vụ khách tham quan du lịch, sao cho du khách đến Thừa Thiên Huế dịp này sẽ thấy một bầu không khí đón Tết của hoàng cung xưa.
Thưa quý vị, cũng như các ngành kinh tế khác thì năm qua là một năm đầy khó khăn đối với ngành thủy sản khi mà sức tiêu thụ bị ảnh hưởng bởi Covid-19, kéo theo thu nhập của ngư dân giảm sút. Tưởng như tàu cá sẽ nằm bờ nhưng bước sang năm mới 2021, hầu hết các tàu đều vươn khơi. Với ngư dân dẫu khó khăn mấy thì vẫn bám biển, nhất là khi họ luôn được tiếp sức, được hỗ trợ. Ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Phú Yên. Mặc dù là những ngày đầu năm 2021, nhưng những ngày qua, không khí ra khơi của ngư dân tại cảng cá Đông Tác, thành phố Tuy Hòa vẫn rất tất bật. Chuyến biển kéo dài trên 20 ngày, có quá nhiều việc phải chuẩn bị. Lo cho đủ bạn thuyền, rồi xoay sở cho đủ chi phí, tốn cả 100 triệu đồng. Khó khăn với ngư dân là khó tránh khỏi, nhất là khi năm qua có những lúc giá cá hạ, doanh nghiệp không mặn mà thu mua. Nhưng ở vùng biển của tỉnh, đầu năm nay biển êm nên hầu hết các tàu cá đều mở biển. Tháng đi lề ké nó chạy rồi mình tranh thủ được chiếc nào được. Người đi làm phải vậy, người làm bây giờ im phải đi vô nghỉ miết kìa. Bên tớ mà nghỉ miết kìa, năm nay mà nghỉ đi mất không đi bữa cơn tháng nào giờ im phải đi vô. Bám biển vì lẽ với ngư dân, tàu cá như là nhà và những vùng biển khai thác như là quê hương thứ hai của họ. Hơn nữa, năm qua với những chuyến biển thất bát sản lượng, giá cả bấp bênh thì ngư dân cũng bớt đi khó khăn nhờ được hỗ trợ của chính phủ về chính sách khuyến khích khai thác thủy sản vùng biển xa. Riêng hỗ trợ nhiên liệu, tùy theo mã lực tàu cá, mức hỗ trợ dao động từ 55 triệu đồng đến 75 triệu đồng mỗi quý. Những năm nay mặc dù có khó khăn về thời tiết, khí hậu, về những cái vấn đề tương tác trên biển thì ngư dân vẫn an tâm bám biển. Một là để họ có thu nhập. Cái thứ hai nữa là kết hợp để mà bảo vệ an ninh quốc phòng vùng biển đảo. Tuy nhiên cái động lực để cho họ làm đó là bây giờ là nhà nước cũng có những cái chính sách khuyến khích hỗ trợ kịp thời cho dân, từ cái chuyện hỗ trợ về dầu nhớt, rồi hỗ trợ về cái chuyện mà chứng nhận xác nhận, rồi hỗ trợ về cái chuyện là phí thuê bao, giám sát hành trình, vân vân, có nhiều chính sách làm đều và kịp thời nên là ngư dân vẫn yên tâm bám biển. Cùng với chính sách hỗ trợ chung đối với ngư dân, ngành thủy sản của tỉnh cũng tìm cách gỡ khó cho ngư dân ở khâu tiêu thụ bằng việc xây dựng mối liên kết theo chuỗi, gắn kết ngư dân với doanh nghiệp. Ở tỉnh Phú Yên, sản lượng thủy sản khai thác trong năm qua vẫn giữ ổn định với mức 62.000 tấn, trong đó riêng cá ngừ trên 3.500 tấn. Đây vẫn là một trong những địa phương chủ lực của cả nước trong khai thác đánh bắt cá ngừ. Tiếp sức cho ngư dân bám biển cũng là cách để khai thác cơ hội trong xuất khẩu cá ngừ được mở ra từ tháng 8 năm ngoái khi hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam có hiệu lực. Hơn 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán năm 2021 và ở làng đào Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội, những ngày này không khí rộn ràng hơn bao giờ hết. Từng dòng người tấp nập, các thương lái, các nơi cũng đã bắt đầu đổ về đây để đặt hàng mua đào Tết. Theo người dân thì năm nay do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại nên đào nở muộn hơn so với năm ngoái. Vào thời điểm này của năm 2020, mặc dù hơn 20 ngày nữa mới Tết Nguyên Đán nhưng đào đã nở rộ. Nhiều người Hà Nội vốn có thói quen chơi đào trước Tết nên năm nào nhiều hộ trồng đào cũng cắt cành để bán sớm. Và hiện tại thì cả cánh đồng chỉ lác đác vài nhà có cành đào để bán sớm nên giá thành khá cao. Theo khảo sát tại chợ hoa Quảng Bá thì giá thành của những hoa đào nở sớm đang được nhiều người tìm mua với giá vài trăm ngàn đồng đến tiền triệu. Và hơn ai hết thì người dân làng đào Nhật Tân đang chờ trong những ngày tới thời tiết thuận lợi để đào bung nở kịp đón Tết. Thưa quý vị, sau một thời gian vắng khách do du khách e ngại tình hình dịch bệnh COVID-19 thì trong tháng cận Tết, các điểm tham quan vườn quýt hồng trên địa bàn huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đã nhộn nhịp khách trở lại. Đúng. Theo các chủ điểm tham quan cho biết, ngày thường vẫn có khách đến tham quan chụp ảnh, tập trung đông nhất là cuối tuần, có điểm trên 200 khách một ngày. Dự đoán đây đến Tết lượng khách sẽ tăng mạnh. Du khách chủ yếu là trong tỉnh và một số tỉnh lân cận như An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Long An, Tiền Giang và Thành phố Hồ Chí Minh. Em đi đến đây được 2 lần rồi, đến đây rất là đẹp, quýt rất là sai trái. Ở đây đi là muốn đến nữa. Sơ sơ nãy giờ chụp cũng được chụp tấm rồi. Em sẽ chụp nữa để về em giới thiệu với bạn bè. Mong các bạn đến đây dùng quýt rất là đẹp. Ở đây họ phục vụ rất là vui vẻ, nhiệt tình. Mình đến đây mình có thể gọi đặt bàn trước. Thời điểm này đã cận kề Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021, cũng là mùa vụ của cây quýt hồng Lai Vung. Trái quýt đã căng bóng, màu vàng rực rỡ và say triệu quả. Đây là lúc những người thợ săn ảnh tha hồ sáng tạo những bức ảnh nghệ thuật cho riêng mình.
Thưa quý vị và các bạn, như chị Tú Trinh cũng đã thấy thì hiện nay cái xu hướng mà sống thân thiện với môi trường, sống hướng về thiên nhiên và yêu cây xanh, yêu những gì liên quan để bảo vệ môi trường đang trở thành một xu hướng đặc biệt hơn, nó đã trở thành sự hưởng ứng của tất cả các bạn trẻ. Và cũng để đẩy mạnh lối sống xanh và lan tỏa lối sống này, đồng thời giúp đỡ cho bà con trồng chuối thì các thầy cô và sinh viên khoa công nghệ sinh học trường Đại học Văn Lang thành phố Hồ Chí Minh đã nghiên cứu và làm ra túi giấy và phân bón hữu cơ để tận dụng từ thân cây chuối. Và ngay sau đây sẽ là lan tỏa 30 giây. Tận dụng phần thân cây chuối sau khi đã thu hoạch trái, các thầy cô và sinh viên trường Văn Lang đã nảy ra ý tưởng biến những phần thân tưởng chừng như bỏ đi này trở thành túi giấy thân thiện với môi trường. Nếu như một chiếc túi ni lông có thể phải mất đến hàng trăm năm để phân hủy trong môi trường tự nhiên, gây nên hiện tượng ô nhiễm nặng nề, thì chiếc túi giấy này lại có thời gian phân hủy rất ngắn, chỉ mất từ 4 tuần tới 2 tháng để tự phân hủy và biến thành chất hữu cơ kết cho cây trồng. Thì sau những cái vụ giải cứu chuối vào năm 2018, thì cái bột chuối, tức là bột từ trái chuối cũng đã được cô trò nghiên cứu thành công. Và sau đó là cái đề tài về nghiên cứu để sản xuất giấy từ thân chuối và sản xuất phân bón hữu cơ từ thân chuối đã bắt đầu được thực hiện. Để làm ra được một chiếc túi giấy sinh học cần phải trải qua nhiều công đoạn như chọn chuối, tách bẹ, đập dập, phơi khô, cắt nhỏ, ngâm qua dung dịch, nấu sôi, xay nhuyễn, vuô khuôn rồi mới tiến hành gia công túi. Thì ngoài cái túi sách và cái phân bón hữu cơ thì cái nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục phát triển cái sản phẩm giấy dùng cho thực phẩm, dùng để gói thực phẩm. Và đặc biệt thì sẽ chú trọng hơn đến cái giấy mỹ thuật. Dù phải trải qua nhiều công đoạn và rất vất vả, nhưng khi nhìn thấy ý tưởng của mình hình thành, các thầy cô và sinh viên ai nấy cũng đều vui mừng vì đã giúp đỡ được người dân trồng chuối và góp phần lan tỏa lối sống xanh. Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang trong những khoảnh khắc đếm ngược đến Tết với bao nhiêu là hối hả cho một cái Tết sum vầy. Mọi sự thuận lợi cũng nhờ vào thời tiết tốt hay xấu ở các vùng miền. Và chị Lê Nhi sẽ cảm nhận thực tế cho tin sáng 30 giây thời tiết ngày hôm nay. Xin chào quý khán giả, xin chào trường quay. Thưa quý vị, xin chuyển sang những thông tin thời tiết của ngày hôm nay. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa sẽ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Hiện nay thì dù không khí lạnh đã suy yếu rồi, tuy nhiên thời tiết vẫn đang xuất hiện hiện tượng là nghịch nhiệt. Hiện tượng này là một trong những nguyên nhân chính khiến ô nhiễm không khí trở nên nghiêm trọng hơn. Thời điểm này thì tôi đo được không khí mức độ ô nhiễm hiện nay là 151 theo ứng dụng này, thì mức độ này là đang ở mức đỏ và ô nhiễm nó ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta. Khi mà quý vị đo cái mức độ AQI mà xuất hiện cái hiện tượng là màu đỏ hay là màu tím như thế này thì nó cảnh báo ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Và để giảm thiểu những tác động từ hiện tượng chất lượng không khí xấu ở những khu vực mà chúng ta có đi qua thì người dân chúng ta nên nắm bắt cái chỉ số AQI này và chủ động bảo vệ sức khỏe. Xu hướng thời tiết mấy hôm nay cũng đã khiến cho tôi bị bệnh và tôi cảm thấy là mình cần phải chăm lo sức khỏe của mình nhiều hơn. Chúng ta không nên để bị lạnh khi mà lưu thông trên đường vào đêm muộn và sáng sớm, thì nên trang bị cái khẩu trang mà có thể chống cái bụi mịn quý vị nhé. Xin kính chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả. Tôi Lê Nhi, FPC đang cảm nhận thời tiết cho tin sáng 30 giây. Xin cảm ơn phần cảm nhận của chị Lê Nhi cho tin sáng 30 giây ngày hôm nay. Chúng ta có thể thấy là có bao nhiêu âu lo vất vả, lo toan thì cũng phải dành thời gian để chuẩn bị một cái Tết đủ đầy với đầy đủ ý nghĩa nhất cho năm mới, phải không ạ? Và chúng tôi cũng mong là quý vị có nhiều sức khỏe để hoàn thành tốt tất cả những công việc của mình để đón Tết. Vâng, và chúng tôi cũng đang nỗ lực thật nhiều để mà chuyển đến quý vị những thông tin và doanh nghiệp cũng như là người dân đang chuẩn bị những ngày Tết này như thế nào trong chương trình Tin sáng 30 giây mỗi ngày. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi và hãy quay trở lại với các nền tảng của kênh FBNC để tiếp tục theo dõi Tin sáng 30 giây vào 6 giờ sáng mỗi ngày quý vị nhé. Và đến đây thì chương trình cũng xin được phép kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt quý vị.